ngành dệt may ngày đầu tiên trở lại làm việc đã chứng kiến một tinh thần phấn chấn, khí thế lao động hăng say của tập thể cán bộ công nhân để phấn đấu cho một năm mới với những thắng lợi mới. Đầu xuân mới Quý Mão cũng là lúc toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay vào thực hiện mục tiêu chiến lược, đó là xây dựng tỉnh nhà trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Độc đáo tiệm cà phê mèo ở thành phố Huế, nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Chào quý khán giả của Huế ngày mới, quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 28 tháng 1 và bây giờ là phần tin chi tiết. Chiều qua, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng hậu cần Công an Nhân dân. Nhìn lại 75 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân, lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Thừa Thiên Huế ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy khó khăn, thử thách của những ngày đầu mới thành lập và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ lực lượng hậu cần kỹ thuật đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sáng tạo, dựa vào nhân dân, đảm bảo điều kiện hoạt động, phục vụ công tác chiến đấu, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Thừa Thiên Huế. Phát huy truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng, những năm đất nước đổi mới, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Thừa Thiên Huế đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành toàn diện về mọi mặt, từ nhân lực, tài chính, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, khí tài, cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở, doanh trại. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh trong quá trình phấn đấu và trưởng thành thời gian qua. Nhận định thời gian tới, tình hình an ninh trật tự sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động lớn đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị đơn vị không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng cường gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tin tưởng rằng lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày hôm nay sẽ tiếp bước phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng Công an Thừa Thiên Huế chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lực lượng hậu cần kỹ thuật và trao thưởng cuộc thi tìm hiểu về 75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân. Sáng qua, thị xã Hương Trà và huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Các địa phương đều đặt mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng trong năm mới 2023 này. Tại lễ phát động, lãnh đạo thị xã Hương Trà đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây gây rừng, đặc biệt là hoạt động Tết trồng cây theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, trong năm 2022, toàn thị xã Hương Trà đã trồng hơn 700 hectare rừng tập trung, đạt 100,7% kế hoạch và tiếp tục chăm sóc 1.881 hectare rừng trồng từ các năm trước. Dịp này, lãnh đạo thị xã kêu gọi toàn thể các cơ quan ban ngành đoàn thể, mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thị xã và ngoài tỉnh, các tổ chức hãy chung tay chung sức, đồng lòng, đồng hành hỗ trợ thị xã trong việc trồng cây gây rừng. Người người trồng cây nào tổ cây đó. Các địa phương phấn đấu trồng cây phân tán trong năm 2023 hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào Ngày Chủ nhật xanh nói không với rác thải nhựa do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Tại lễ phát động Tết trồng cây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, trường học, nhân dân 16 xã, thị trấn tổ chức thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng và nhân dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, có vai trò tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng, góp phần tạo cảnh quan sinh thái và môi trường. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Phong Điền sẽ duy trì tỷ lệ che phủ rừng 57%, tiếp tục phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 170 ha. Bên cạnh đó, khai thác trồng lại 1.300 hectare, trồng mới khoảng 100 hectare diện tích rừng.
Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là rừng phòng hộ đã giao cho các cộng đồng nhóm hộ quản lý ở vùng núi, gò đồi, vùng các nội đồng và ven biển. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Với ngành dệt may, ngày đầu tiên trở lại làm việc đã chứng kiến một tinh thần phấn chấn, khí thế lao động hăng say của tập thể cán bộ công nhân để phấn đấu cho một năm mới với những thắng lợi mới. Đúng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 1, lãnh đạo công ty cổ phần dệt may Huế thực hiện nét đẹp đầu xuân, lì xì mừng tuổi cho cả cán bộ, công nhân viên và người lao động để tạo khí thế bước vào một năm sản xuất kinh doanh thành công và thắng lợi. Sau hoạt động mừng tuổi tại các phân xưởng sản xuất, công ty cổ phần dệt may Huế đã thực hiện bấm nút khởi động máy sẵn sàng cho năm làm việc 2023. Năm nay, việc khởi động máy móc khá nhanh chóng và tuyệt đối an toàn. Gần 5.000 lao động của công ty cổ phần dệt may Huế tại các nhà máy đã trở lại làm việc bình thường với hy vọng có nguồn thu nhập ổn định trong năm mới. Là coi như ngày đầu năm mở máy, là coi như tổng hợp chỉ rất chi chuông sẻ, cầu đang cho công ty và lãnh đạo công ty cũng như nhà máy tìm kiếm rất nhiều đơn hàng hơn nữa để lo cho anh em, đời sống anh em ngày càng đi lên. Riêng bản thân là coi như phải cố gắng hết sức mình để làm hết mọi nhiệm vụ và làm tốt để tạo ra những sản phẩm tốt nhất để cộng góp cho những sản phẩm của công ty và nhà máy được tốt hơn và bán chạy trên thị trường nhiều hơn. Trong không khí ra quân thi đua lao động sản xuất có hiệu quả ngay từ đầu năm, lãnh đạo công ty cổ phần dệt may Huế chia sẻ, hiện doanh nghiệp đã nhận đơn hàng sản xuất đến hết quý 1 năm 2023 và tỷ lệ đơn hàng FOB chiếm tới hơn 50%. Năm nay, công ty cổ phần dệt may Huế phấn đấu nâng cao hơn nửa doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân trên đầu người. Theo đó, phấn đấu tổng doanh thu hơn 2.060 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 130 triệu đô la Mỹ. Với cái mục tiêu là cố gắng đảm bảo được cái việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thực hiện cái ổn định việc làm và giải quyết những cái vấn đề, chương trình thực hiện phấn đấu tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 hoặc là 2024. Với là một doanh nghiệp có vốn nhà nước thì doanh nghiệp cũng rất là quyết tâm đề ra những cái chủ trương hết sức là phù hợp, làm sao đó tình hình khó khăn nhưng mà cán bộ công nhân viên phải có việc làm, thu nhập phải ổn định và tham gia các cái hoạt động xã hội từ thiện, góp phần với tỉnh để giải quyết cái tình trạng hộ nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Hòa chung khí thế ra quân của cả nước, dệt may Huế đã ra quân sản xuất đầu năm với mục tiêu quyết tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Đặc biệt trong năm mới này, công ty tiếp tục đầu tư thêm nhà máy may 3 tầng với quy mô 40 chuyền may với tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế Thừa Thiên Huế phát triển. Nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Thừa Thiên Huế như bừng tỉnh với hàng loạt các dự án chiến lược được khởi công hoặc đẩy nhanh tiến độ về đích. Một sức sống mới, diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn cũng đã đem lại niềm tin, tinh thần lạc quan cho mọi tầng lớp nhân dân để cùng nhau xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, mục đích đến không còn xa nữa. Đầu xuân mới Quý Mão cũng là lúc toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Phóng sự điểm lại những thành tựu nổi bật và những mục tiêu giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Bước vào năm 2022, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung cao độ cho công tác điều hành thông qua hàng loạt các quyết định, chỉ thị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là trong thực hiện các đề án, chương trình trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng quý. Chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hơn 950 phiên họp để giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong chỉ đạo điều hành, đạt hiệu quả cao. Việc tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển thể hiện rõ nhất ở công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng, qua đó đã phục vụ
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chúng tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân, chỉ đạo các ngành liên quan chủ động nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp. Với sự điều hành quyết liệt, nền kinh tế đã có bước phục hồi tích cực. GDP toàn tỉnh đạt 8,56%, cao nhất từ trước đến nay. Thừa Thiên Huế liên tục được vinh danh trong nhóm đầu của cả nước về các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh năm 2021. Các đơn vị sản phẩm công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đô thị thông minh của tỉnh liên tục được phát triển và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá của quốc gia, khu vực và quốc tế. Năm 2022 cũng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch dịch vụ. Lần đầu tiên, Festival Huế bốn mùa được tổ chức, gồm cả chuỗi hoạt động lễ hội trải dài trong năm, góp phần khẳng định thương hiệu thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Festival Huế 2022 theo định hướng bốn mùa với rất nhiều các hoạt động đa dạng phong phú, mang quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, đã thành công tốt đẹp, đem đến cho công chúng, người dân những trải nghiệm hết sức mới lạ, góp phần tích cực vào cái bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Huế năm 2022 hết sức thành công. Và Festival Huế 2022 cũng đã tạo cái động lực hết sức to lớn để chúng ta tiếp tục xây dựng Huế trở thành một thành phố festival đặc trưng, một thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế, bản sắc văn hóa Huế, thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Rất tốt khi festival đã được tổ chức trở lại và chúng tôi rất cảm ơn khi tiếp tục được mời đến tham gia chương trình triển lãm trang phục truyền thống ASEAN. Đây là dịp để Philippines có thể giới thiệu văn hóa đến người dân và du khách đến tham quan tại Festival Huế 2022. Festival Huế lần này đã mời rất nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đến biểu diễn, trong đó đoàn nghệ thuật Liên bang Nga mang đến vẻ đẹp của nước Nga, của Tân Hoàng Nga giới thiệu cho người Việt Nam. Hy vọng du khách Việt Nam sẽ thích điều này. So với các năm trước thì năm này rất là hoàn hảo, chuẩn bị rất là chú đáo và có tính cách cùng chủng nhiều và sự hợp tác của dân dân và chính quyền rất là trọn vẹn. Từ những thành công của năm 2022, Festival Huế 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm đầy ắp các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch sôi động suốt cả năm, với điểm nhấn là Festival Nghề Truyền thống Huế lần thứ 9 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt. Thành phố Huế với vai trò là đô thị động lực và sẽ trở thành hai quận theo đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương, đã và đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án quy mô lớn nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và du khách. Thời gian qua về cái diện mạo trên sông Hương, cảnh quan hai bên đường và môi trường xanh sạch đẹp luôn luôn được bà con quan tâm và nhà nước đã động viên và làm rất cụ thể. Cho đến bây giờ thì thấy rõ ràng làm thêm bộ mặt của Huế ngày càng đẹp hơn, sạch hơn, sáng hơn. Mới thành phố Huế hôm nay rất là yên bình, rất là xanh sạch đẹp mà phải nói là rất tuyệt vời. Với những cái cơ chế chính sách đặc thù cũng như cái sự hỗ trợ của tỉnh, trung ương về các cái nguồn lực thì đây là một cái thời điểm vô cùng quan trọng. Điều đó đòi hỏi thành phố Huế phải vào cuộc với tất cả cái sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn đảng, toàn dân. Theo tinh thần nghị quyết 54, đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định năm 2023 phải là năm đột phá. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay đều cao hơn, khối lượng thực hiện hàng loạt quy hoạch, đề án đều lớn hơn. Các chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, du lịch dịch vụ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững,
có sự tiếp nối của năm 2022, nhưng với những yêu cầu về tiến độ và chất lượng thực hiện khắt khe hơn rất nhiều. Mục tiêu lộ trình đã rõ, vấn đề còn lại là cách thức tổ chức thực hiện. Để hoàn thành kế hoạch đề ra và tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thì tỉnh sẽ dốc toàn lực để triển khai hiệu quả các cái quy hoạch, các đề án quan trọng. Tiếp nữa là chúng ta tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với những cơ chế, chính sách đặc thù và nguồn lực tích lũy sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sự đoàn kết thống nhất trong ý chí, hành động của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Có thể khẳng định, cơ hội để Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang ở gần hơn bao giờ hết. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Trong 6 ngày nghỉ Tết, từ 7 giờ sáng ngày 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 5 Tết Quý Mão 2023, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho hơn 65.000 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 3.500 ca phẫu thuật cấp cứu, mổ đẻ thành công, đón 3.762 trẻ chào đời và cho xuất viện gần 15.000 bệnh nhân về nhà ăn Tết. Cũng trong 6 ngày nghỉ, đã có 9.716 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, tăng 15,6%. Có 217 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Cùng trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với năm 2022. Từ ngày 27 tháng 1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Cục đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tử mộc là những thủ chơi tao nhã trong văn hóa truyền thống của người Việt. Trong đó, thủ chơi tranh Tết không chỉ là cách người Việt làm nên sắc màu Tết Việt trong những ngôi nhà ấm cúng của mình, mà còn là cách thể hiện tâm hồn và đưa đến những thông điệp cho một năm mới, may mắn, thịnh vượng. Đến hèn lại lên, mỗi khi Tết đến xuân về, từ thành thị đến nông thôn, chơi tranh ngày Tết đã trở thành một trong những nét đẹp đặc trưng không thể thiếu. Anh Lê Hà, một nghệ sĩ có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thư pháp. Ngoài việc chữ, anh còn có khả năng vẽ tranh và viết chữ kết hợp trên một bức tranh mà nhiều người vẫn thường gọi là thư họa. Những bức tranh Tết với những đường nét chữ rồng bay phượng múa, mùi thơm của mực và hình ảnh màu sắc tươi mới của cành hoa đào, hoa mai làm cho ngày Tết trong ngôi nhà anh thêm màu sắc và thi vị. Trong bốn mùa thì mùa xuân là mùa đứng đầu, nó tượng trưng cho sự những cái điều tốt đẹp, những cái điều khởi nguồn. Và theo các dịp mùa xuân tới, mỗi người chúng ta đều mong mỏi những cái điều tốt đẹp và gửi gắm được tặng cho bạn bè, người thân. Và đó là những cái mà thông điệp những cái người Việt tư pháp như chúng tôi thông qua các con chữ mang đến những cái bức tranh, những món quà và những cái cành mái, cành đào và những điều chúc phúc cho nhau để mọi người gửi gắm chia sẻ với nhau những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi tới cứ tới dịp mùa xuân tới á, là cảm giác được cầm bút, được viết lên những cái bức tranh và vẽ những cành đào, cành mái
được mang đến cho mọi người những cái món quà gửi gắm cho nhau thì trong lòng là được cái khởi nguồn, được cái động lực, những cái niềm vui trong cuộc sống cũng như là công việc. Bên cạnh những bức tranh Tết mang đậm sắc thái văn hóa, lịch sử, tâm linh, nhiều người còn dành vị trí trang trọng trong nhà để đón chào năm mới bằng những bức vẽ hình con giáp đại diện cho năm sắp tới. Với màu sắc rực rỡ, đề tài phong phú, đường nét độc đáo, những bức tranh ngày Tết không đơn thuần chỉ để trang trí cho căn nhà thêm phần ấm áp, rực rỡ sắc màu của mùa xuân, mà còn là không gian văn hóa với những giá trị thẩm mỹ, triết lý xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chính vì thế, tranh Tết trở thành một phần không thể thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền, xưa và nay. Qua những các vật trang trí ở trong gia đình thì ý nghĩa của bức tranh là mang về một giá trị về tinh thần, về những cảm xúc về con người mình thể hiện qua bức tranh để mang tới cho mọi người một cái tươi đẹp như khi nhìn thấy tranh hay là nhìn thấy những con chữ thư pháp. Ngoài những giá trị thẩm mỹ thì mình còn những bức tranh còn đem lại cho không khí ngày Tết những bức tranh đầy màu sắc tươi vui rộn ràng để đón chào một năm mới. Mọi người sẽ đến xem tranh của mình và mọi người mình sẽ giới thiệu cho mọi người thưởng lãm xem tranh của mình và chia sẻ những cái khó ở trong tranh rồi những cái cách để vẽ lên một bức tranh như thế nào, rồi cách treo tranh và giới thiệu về nội dung, rồi giảng dạy cho họ biết cái tranh của mình là vẽ những gì và có ý nghĩa gì trong cái treo Tết. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, cùng với sự phong phú trong các thú chơi giàu văn hóa, trong đó có các loại hình chơi tranh ngày Tết. Thú chơi tranh Tết, dù là tranh dân gian hay tranh hiện đại, đều thể hiện ước mong cho một năm mới tốt lành, phúc lộc đầy nhà. Thú chơi tao nhã này là một nét đẹp văn hóa cần được tôn vinh, bảo tồn và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt. Mèo là loài vật nuôi được con người yêu quý bởi ngoại hình dễ thương và tính cách thân thiện. Không ít người chọn cách vuốt ve, yêu chiều thú cưng để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Đó cũng chính là lý do một bạn trẻ nảy ra ý tưởng mở tiệm cà phê mèo. Nhân dịp xuân mới Quý Mão, mời quý vị cùng đến với không gian thư giãn độc đáo này. Một không gian nhỏ thôi nhưng có đến gần 15 chủ mèo đủ các thể loại, từ mèo ăn lông ngắn, mèo ăn lông dày, mèo Ai Cập, mèo xù. Với sự huấn luyện từ nhỏ nên những chủ mèo này đa phần không sợ người mà rất thân thiện, dễ gần. Với các bạn trẻ yêu thú cưng, việc tận hưởng một ly cà phê và ôm ấp chủ mèo dễ thương là một khoảnh khắc mà họ có thể tạm quên hết những muộn phiền. Em vẫn rất là đam mê chơi về mèo á, mặc mèo mà ở thành phố thì chưa có một quán cà phê nào tương tự như thế này cả. Em cảm thấy đây là cà phê duy nhất ở thành phố đang mở. Em cảm thấy rất là vui khi mà mình tìm được một cái quán như thế này, là cảm giác rất là thoải mái và thư giãn luôn. Dạ em đến đây em rất vui vì vừa uống cà phê rồi xem con mèo nó rất là đáng yêu, dễ thương. Cà phê thú cưng là loại hình kinh doanh phổ biến tại một số thành phố lớn, nhưng ở Huế thì mô hình này còn khá hiếm. Bởi người kinh doanh bên cạnh những công việc thông thường thì phải thêm phần chăm lo cho thú cưng. Nhưng chủ mèo này đa phần được nhập từ nước ngoài nên thói quen ăn uống cũng như sức khỏe không giống như các giống mèo ở Việt Nam. Mỗi chủ mèo đều phải được tiêm vaccine và theo dõi sức khỏe thường xuyên để đảm bảo không mắc bệnh. Tuy nhiên sự mạnh dạn này cũng rất đáng hoan nghênh bởi kinh doanh luôn cần tính mới. Xuất phát từ sở thích của em từ nhỏ rồi, em theo ngành này cũng gần 10 năm rồi. Bây giờ em có điều kiện thì em mở thêm một quán cà phê cho mấy bạn trẻ, giới trẻ ghé chơi cũng như là cà phê vi vu trong những ngày mình đi học về mệt mỏi thì mấy bạn sẽ ghé về đây chơi được cả tuần này. Mẹ em trẻ thì nó rất thích mèo nên người ta cũng ghé lại đây còn nhiều. Chắc chắn là em sẽ thêm nhiều lượng mèo nữa để đáp ứng được cho giới trẻ thêm nhiều dòng đa dạng hơn nữa.
Tuy chỉ mới đưa vào hoạt động một thời gian ngắn, nhưng cà phê mèo đã được nhiều bạn trẻ biết đến và yêu thích. Giữa những ngày Tết mưa lành không biết đi đâu khi việc đến thưởng thức cà phê và vỗ tay những chú mèo đáng yêu cũng là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.